Mọi người ơi, nếu mà các bạn có nhu cầu mặc refine nè, thử phần mai, chất lượng, uy tín và giá rẻ đó, hãy đến với shopbookit.vn nha. Đường link thì cứ để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo nè. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã ghé shopbookit nha. Mai vô bà con các bác ơi, nút like là miễn phí nè, bật chuông thông báo là càng miễn phí hơn nữa. Còn comment á thì không tính tiền luôn. Nên là nhớ làm ba cái đó nha, like, comment và bật chuông thông báo lên nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào mọi người nha. Thì mình là Kit đây và Kit rất là vui gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay đó. Sau khi mà OB23 được cập nhật xong đó mọi người, chắc chắn là bên cạnh cái việc là đồ họa đẹp hơn rồi nhiều thứ nó vui vẻ hơn thì nó cũng sẽ có những cái làm cho chúng ta rất là bực bội với những cái lỗi của OB23 đúng không? OB23 thì có rất là nhiều lỗi mọi người. Và bên cạnh đó có cái điều mà làm cho rất là nhiều game thủ cảm thấy rất là buồn, rất là chán nản luôn. Đó là cái nhấp nhô Toko bị fix mọi người. Và thêm nữa là ảnh hưởng tới cái việc kéo tâm của chúng ta nữa. Ok, nhưng mà các bạn đừng có lo. Ngày hôm nay đó, Kit đã tổng hợp được cho các bạn là top 4 cái kỹ năng nhấp nhô Toko. Nói chung là có 4 cách lượng mọi người. 4 cách lượng thì các bạn xem thử xem là cách nào nó hiệu quả nhất, hay nhất nha. Thì cái này mình tổng hợp lại nha mọi người, tổng hợp lại thôi. Và nếu như mà bạn nào có xem được video này của Kit rồi đó thì coi như là chúng ta có duyên nha. Mà có duyên rồi á thì nhớ là ủng hộ cho nhau nha mọi người. Ấn nút like để ủng hộ cho Kit nha. Giúp Kit đạt được tiêu like cho video nè. Nói chung là những người mà làm YouTuber như Kit á là sống nhờ cái like đó mọi người. Bây giờ mà không có like thì thật sự là rất là khó khăn luôn. Nên là chỉ mong các bạn sẽ ủng hộ lại bằng cách like video nha. Và các bạn đừng có quên là mình gọi là mình comment bên dưới, ý kiến của mình bên dưới xem là cái 4 cách ngày hôm nay đó thì cách nào là cách hiệu quả nhất và nó gọi là nó thực dụng cho các bạn đó. Các bạn nhớ comment nha. Bình luận nào được xếp hàng đầu thì Kit sẽ gửi một phần quà trị giá là 465 kim cương cho mọi người đó nha. Đừng có quên nha. Ok, thì lần trước đó mọi người, Kit đã tặng kim cương cho mọi người xong hết rồi. Tại vì lần đó mình quên chuyện video mọi người, quên thông báo cho mọi người mất tiêu luôn. Nên là mọi người thông cảm cho Kit nha. Nói chung là mình đã chuyển xong hết rồi. Mình thấy là có nhiều bạn nhắn tin đòi nợ mình đó. Mà nói chung là bạn nào trúng kim cương á thì đã nhận được rồi. Còn bạn nào không trúng á thì thôi nha mọi người, chứ sao lại cứ đòi nợ mình. Mình cũng biết sao. Trời đất ơi, mấy ông nào không trúng cũng muốn có kim cương. Mà cũng không biết sao mọi người ơi. Nên là bạn nào mà được xếp hàng đầu á thì mới được nhận kim cương nha. Thì như mọi người biết rồi đó, trong cái game Refire của mình nó có rất là nhiều kỹ năng đó. Nào là kéo tâm nè, nào là one shot nè, nào là bơm keo nhanh rồi bơm keo ngồi, nào là nhấp nhô Toko di chuyển nhanh. Nói chung là tùm lum hết trơn luôn. Và chắc chắn rồi, mỗi bạn sẽ có một lối chơi riêng. Ai thích kéo tâm nè thì mình kéo tâm, còn ai thích nhấp nhô thì nhấp nhô, và ai thích chơi one shot thì chơi one shot thôi, đúng không? Nói chung là bạn thích cái này, bạn thích cái kia, nên là mình không thể nào kiểu như là đưa ý kiến phản diện được mọi người. Giống như là khi mà Refire họ fix cái nhấp nhô Toko, chắc chắn là sẽ có nhiều bạn kêu tâm, các bạn rất là vui. Nhưng mà nhấp nhô thì rất là buồn, đúng không? Đấy thì mình ví dụ bây giờ Refire họ không fix nhấp nhô đi mà họ fix kêu tâm thì sao? Chắc chắn là những bạn mà nhấp nhô Toko sẽ cười ha ha ha, đúng không? Còn những bạn mà kêu tâm thì sẽ rất là buồn đấy. Nên là nói chung là mỗi bạn sẽ có ý kiến riêng, không nên phản diện nhau nha mọi người, không nên bác bỏ lẫn nhau. Ai thích cái này á thì mình chơi cái này thôi. Thì bây giờ Kit chia sẻ cho bạn nào mà thích nhấp nhô thì bạn đó học thôi nha. Nên là cũng đừng có phản diện nhau nha mọi người, đừng có đá đấm nhau nha. Ok nha. Rồi ok, thì bây giờ Kit sẽ nói sang cách nhấp nhô Toko đầu tiên trong video ngày hôm nay nha. Thì mình cũng nói luôn, đây chính là một đoạn video của bạn tên là DS Gaming mọi người. Một game thủ đến từ server Indonesia. Và bạn DS này á, chơi bằng thiết bị là mobile mọi người, điện thoại ha. Đó, DS Gaming đến từ server Indo và chơi thiết bị là mobile, không phải PC nha mọi người. Thực ra thì Kit cũng đang tập luyện cách nhấp nhô này thôi, chứ mình cũng chưa thuần phục lắm mọi người. Nếu mà các bạn để cho Kit thuần phục xong á, rồi ra video hướng dẫn cho mọi người thì chắc có lẽ là đến cái mùa hoa đào năm sau đó mọi người thì hoa mai mới nở được và video hướng dẫn mới ra lò được đó mọi người. Lúc đấy thì không biết là đến OB mấy rồi, nên là Kit sẽ làm như vậy cho nó nhanh nha. Với lại là các bạn sẽ có video hướng dẫn nó chi tiết và dễ làm nha mọi người. Ok nha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem DS bắn để coi DS bắn thế nào nha mọi người. Thì nếu mà các bạn để ý kỹ á, chúng ta sẽ thấy là DS đang thực hiện đến hai cách nhấp nhô trong video này lần, làm xen kẽ nhau đó mọi người. Bây giờ thì Kit sẽ nói sang cách số 1 nha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ bấm nút ngồi, thứ hai là bấm nút ngắm. Nhưng mà nút ngồi nút ngắm á, là mình bấm thật nhanh nha, bấm gần như cùng lúc với nhau mọi người. Và bước thứ ba chúng ta sẽ bấm nút nhảy. Đó, nhảy lên rồi thì chân tiếp đất, chúng ta sẽ bấm nút bắn là nó sẽ auto headshot luôn. Đấy, các bạn lưu ý nè là OB trước á, thay vì chúng ta bấm nút ngồi để cho nhân vật đứng lên thì OB này chúng ta sẽ bấm nút nhảy nha, nó khác nhau cho đó thôi. Đầu tiên là bấm nút ngồi nút ngắm, bước thứ hai là bấm nút nhảy, và bước thứ ba chân tiếp đất là bắn thôi. Ok nha.
Rất đơn giản đúng không? Không khó đâu. Đó là cách số 1 nha mọi người. Ngồi, ngắm, nhảy và bắn nha mọi người. Lưu ý nha, 4 thao tác nha. Ngồi, ngắm, nhảy và bắn. Bây giờ là cách số 2 nè mọi người. Cách số 2 thì hai bước đầu tiên cũng giống như cách số 1 thôi. Chúng ta vẫn ngồi xuống bật ngắm, nhưng mà làm thật là nhanh nha. Gần như cùng lúc với nhau, ngồi xuống bật ngắm. Bước thứ 3 là chúng ta sẽ đứng lên. Và bước thứ 4 là các bạn sẽ làm thao tác là bật ngắm 2 lần liên tiếp mọi người. 8 nút ngắm 2 lần liên tiếp. Và cuối cùng bắn thôi nha mọi người. Đó, thấy không? Ngồi xuống, bật ngắm, đứng lên và táp ngắm 2 lần liên tiếp là nó sẽ headshot mọi người. Đây chính là Death Gaming nha mọi người, không phải là kit đâu, đừng hiểu lầm nha. Thấy camera đó đẹp trai quá, hết hồn, tưởng đâu không kit đâu mà. Chết luôn đấy. Thì mình sẽ nói là cách số 2 cho mọi người nha. Là một nè, ngồi xuống nè. Thứ hai là ngắm. Thứ ba là mình đứng lên. Và thứ tư là chúng ta sẽ táp ngắm 2 lần liên tiếp nha. Táp nút ngắm 2 lần nha mọi người. Và cuối cùng là bấm nút bắn là nó sẽ headshot nha. Bây giờ thì Kit sẽ tua chậm lại đoạn video của DS để cho các bạn xem dễ nhìn hơn nha, dễ hiểu hơn. Thì đây chính là cách số 2 nha mọi người. Cách số 2 của DS đấy. Cách số 2 là ngồi nè, ngắm nè, rồi bấm nút ngồi. Sau đó thì táp ngắm 2 lần liên tiếp và bắn thôi. Thì đó là cách số 2. Và cách số 1 nha mọi người, cách số 1 đây. Đó, cách số 1 thì sau khi mà ngồi xuống bật ngắm á, thì sẽ nhảy lên nha mọi người. Nhảy lên chân tiếp đất rồi mới bắn nha mọi người. Thì đó là cách số 1. Cách 1 là ngồi nè, ngắm, nhảy và bắn. Cách số 2 là ngồi ngắm, ngồi và chúng ta táp ngắm 2 lần liên tiếp sau đó bắn nha. Video này giống học toán không mọi người? Học công thức đâu thấy không? Nhớ các bước nha, không nhớ là không làm được đâu. Mà các bạn chịu khó thì chịu khó lấy tờ giấy ra viết lại mọi người. Viết lại cái bước á, tại vì video này tới 4 cách lận mọi người. 4 cách lận, không viết là tí quên ấy. Quên là xem đi xem lại nó sẽ mất thời gian của mình. Đó, thì đây chính là cách số 2 nè mọi người, xem nha. Ngồi xuống bật ngắm, ngồi dậy, sau đó mình táp ngắm 2 lần liên tiếp nha. Và bắn thôi, thì nó sẽ headshot mọi người. Mình thì thấy nó làm nó nhiều bước, nhưng mà thực chất nếu mà mình làm nhanh á thì nó sẽ headshot nhanh thôi mọi người, nó không quá khó đâu. Cái này cách số 1 nè. Đó, cách số 1 thì thay vì mình ngồi á, mình sẽ nhảy lên mọi người. Thay vì đứng dậy mình sẽ nhảy lên. Và chân tiếp đất á, thì cứ bắn thôi là nó sẽ headshot mọi người. Đơn giản đúng không? Cực kỳ đơn giản luôn. Không quá khó đâu mọi người. Mình thấy là những bạn nào mà thao tác tay nhanh trên mobile nè, hoặc iPad, hoặc là những ông như là Rook hay Rocken á, thì chắc là khỏi nói rồi đúng không? Làm mấy chiêu này chắc trong vòng một nốt nhạc thôi mọi người. Một nốt nhạc thôi là bay mũ rồi. Mặc dù là mình thấy nhiều bước nhưng mà thực chất là làm rất là nhanh. Làm rất là nhanh luôn và hiệu quả cực kỳ luôn. Có thể là so với OB22 thì nó sẽ hơi khó làm hơn một chút mọi người. Nhưng mà nếu mà làm được thì cũng rất là bá đấy. Cực kỳ là ghê luôn. Ừ đúng rồi, các bạn lưu ý nha, nếu mà mình làm theo cách cũ của OB22 đó thì chúng ta vẫn headshot được nha mọi người. Các bạn thấy DS làm không? Thì sau khi mà mình đứng dậy đó, mình phải chờ cho nó qua 0.85 giây đầu tiên á thì bắn nó headshot mọi người. Nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ lâu. Nhưng mà các bạn làm theo cách số 1, số 2 mình nói đó. Một là mình tắt ngắm bật ngắm lại, hai là nhảy lên thì nó sẽ headshot luôn mọi người, bắn được luôn, không phải chờ nữa nha. Còn nếu mà làm theo cách cũ OB22 là phải chờ, nó sẽ lâu đấy. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lướt sang cách bắn số 3 nha mọi người. Cách nhấp vô tô câu thứ 3 thì đây chính là bạn Cap Gaming nha mọi người. Một người Việt Nam mà Kit đã từng review cho mọi người rồi đó. Mình thấy là bạn này bắn rất là giống với lại Broken cũng như là Rook ở server Thái Lan á. Nhưng mà tiếc cho Cap Gaming á là Free Fire đã fix cái nhấp vô tô câu 22 rồi. Nên là bạn này đã phát minh ra cách nhấp vô thứ 3 này. Thì rất là dễ mọi người, mình thấy cũng rất là dễ luôn, không có khó. Đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi xuống nè. Ngồi xuống, sau đó bật ngắm. Ngồi xuống bật ngắm rồi đứng lên. Ngồi xuống bật ngắm, đứng lên. Và chuyển súng mọi người, chuyển súng, bắn. Đấy, nó sẽ thêm một thao tác là chuyển súng nha mọi người. Chuyển súng, ngồi xuống bật ngắm, đứng lên, chuyển súng và bắn. Các bạn lưu ý nè, là sau khi mà mình đứng lên á, là mình chuyển súng liền nha mọi người. Chuyển súng và bắn liền nha. Mình ngồi xuống nè, bật ngắm nè, rồi mình đứng lên, rồi chuyển súng, rồi bắn. Đấy, nó headshot nha mọi người, đơn giản nha. Đây là cách số 3 đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước sang cách cuối cùng trong video ngày hôm nay nha mọi người. Cách thứ 4 nha. Hồi nãy giờ 3 cách rồi. Thì cách số 4 này là một cách mà Kit đã từng share lại cho mọi người rồi. Cách này là phải nằm xuống nha mọi người. Phải nằm xuống. Thì đây chính là một đoạn video của bạn tên là Coolbailer TV nha. Coolbailer TV. Thì chúng ta sẽ có 4 nút nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ nằm xuống nè. Và thứ hai là bật ngắm và ngồi dậy. Và thứ ba là bắn nha mọi người. Đầu tiên là nằm xuống, thứ hai là ngắm, thứ ba là ngồi và thứ tư là chúng ta sẽ bắn nha.
Tất cả là bốn nút nha mọi người, bốn nút nha. Đấy, nằm, ngắm, ngồi và bắn. Rất là đơn giản mọi người. Nói chung là mình thấy cách nào cũng đơn giản hết ráo á. Nhưng mà theo cá nhân mình thấy là cái cách số 2 mọi người. Cách số 2 là cách mà chúng ta sẽ áp dụng rất là hiệu quả luôn, nếu mà chúng ta thuần phục đấy. Ok, thì đó chính là bốn cách nhấp nhô mà Kit tìm được ở OB23 này rồi mọi người ơi. Và mọi người đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới về cách nhấp nhô nào mà các bạn nghĩ là hiệu quả nhất nha. Bình luận nào được xếp hàng đầu đó sẽ nhận được món quà to bự từ Kit nha mọi người. Ok, đừng quên ủng hộ cho Kit bằng cách like video nha. Like video, bật chuông thông báo lên và comment vài cái nha mọi người. Còn bây giờ tạm biệt tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ nè. Bye bye mọi người nha.